gì á? Cứu người đi. Cứu ai? Cứu tôi. Ông làm gì cứu không? Hồi nãy ra đây mọi người hò hét sung quá, tôi biểu diễn lộn nèo lộn qua lộn lại, bây giờ chân sống nó quẹo qua một bên rồi. Cái tay sung đó là tay sung của Hồng Ngọc, cái mắt mới gì tay ông? Thấy sung máu lửa tôi sung. Già đâu còn lộn lộn cái gì? Sung mà. Lộn nó gãi sung sao? Bây giờ nó quẹo qua hơn chứ chưa gãi bây giờ. Quẹo qua đâu? Mày hãy nhổ cha. Chơi đồ lát vậy. Hết chưa? Dạ. Dẻo lại rồi. À nó quẹo cái này mình chọt cái mình giật lại có gì đâu mà. Chà chị mẹo hả? Chị mẹo đúng. Ê nói nghe nè. Vậy bây giờ hai đứa mình trốn thoát là gọi viện dưỡng lão rồi. À bây giờ tôi có điều này thắc mắc muốn hỏi ông. Không hỏi gì. Bạn là cái kế hoạch trốn viện dưỡng lão hai đứa mình đã bàn rất là kỹ lưỡng. À là khi nào viện dưỡng lão đóng cửa lại, à bớt ổ khóa, à là hai đứa mình sẽ cưa ổ khóa, bẻ ổ khóa trốn ra ngoài. À đúng không? Kế hoạch đã bàn quá kỹ lưỡng cách đây 3 bữa mà tại sao tới ngày hôm nay mới thực hiện vậy chẳng? Thì tôi bàn với ông đâu, khi nào á viện dưỡng lão nó đóng cửa nó bóp ổ khóa lại mình cưa ổ khóa mình trốn ra ngoài. Đúng rồi, bàn 3 bữa trước rồi mà 2 bữa trước nó không có bấm ổ khóa. Bữa nay nó mới bấm nè. Bữa nay nó có ổ khóa để cưa đó. Nó không bấm cho mình mở cửa đi luôn cha rồi đi. Đi như vậy là đi công khai chứ đâu phải gọi là đi trốn. Đã hẹn sao phải làm vậy chứ. Mất uy tín. Khoan mang ông này của tao. Khoan mang gì? Mấy ông có còn tỉnh táo minh mẫn không trời? Tôi tỉnh. Trong viện dưỡng lão nè cũng lẫn mình tôi tỉnh. Đúng rồi, trong viện lão là cỡ tuổi tụi mình là mấy ông kia bị lẫn không còn minh mẫn á rồi. Tôi tin tưởng ông mới ngủ ông tốt á. Sao? Bị trong cái phòng mình á, tôi có hỏi nè. Tôi hỏi cứu chương mà có nhân hai bằng cứu nhược. Bây giờ tới ông cái gì? 2 x 2 bằng mấy? Bằng 4. Ồ tỉnh táo ta. Ba cái đồ quỷ đó học từ hồi cấp 1. Bây giờ ba cái chuyện cái đó không cần ăn tính rợ cũng ra. Mà đó là tính cứu chương á. Bây giờ hồi đó tính bằng cứu chương, bây giờ già là tính rợ. Ông tính rợ là tính sao? Ông hỏi ông Tửng, ông Tân 2 x 2 bằng mấy? Ông nói 2 x 2 bằng 5. Ông hỏi ông Tửng 2 x 2 bằng mấy? Ông nói 2 x 2 bằng chủ nhật. Tôi lấy cái chủ nhật tôi trừ cái tháng 5 cái loài cái thứ tư ra. Tính rợ đó. Tính mang rợ. Có phép tính nữa hả? Thích là tính. Mình tính đó. Phương pháp loại trừ. Sao càng ngày tôi càng hoang mang ông này, không biết ông tỉnh táo không ta? Tôi nói tôi tỉnh nha. Bây giờ tôi thử ông tại đây luôn nè. Thử ông luôn nè. Cái gì? Giờ tôi hỏi ông nè. Mai rùa với lại mu rùa. Mai cua với lại mu cua. Bây giờ tôi hỏi ông, mai với mu là mấy thứ? Chết ngoại rồi. Mai với mu là mấy thứ? Mấy thứ. Tôi chấp ông quyền trợ giúp luôn. Đang tìm người. Mai với mu là mấy thứ nè? Đang tìm người trợ giúp. Mấy thứ? Hả? Hai thứ. Có người kêu một, có người kêu hai. Mà ông làm nói mấy thứ? À, quan mang. Mấy thứ? Mua nè. Hai. Cái người la to hơn là người hai. Mai với mù là chỉ có một thứ thôi ông ơi. Hai thứ. Một thứ thôi. Hai thứ. Một thứ. Hai. Một. Người Tết người ta chưng bông mai, chứ ai cho chưng bông mù không? Ngày mai chứ ai cho ngày mù. Công ty mai tán ra công ty mù tán không? Mai mối ra còn mù mối không? Hai thứ rõ ngày. Cũng có lý. Qua có lý. Ấy vậy chứ. Mai rùa với lại mu rùa, mai cua với lại mu. Đừng nói ông nghe, hai thứ là hai thứ ngôn ngữ dùng miệng. Ở ngoài Bắc người ta kêu là mai, ở trong Nam kêu là mu. Ngoài Bắc kêu là ô, đây là mai rùa này, đây là mai cua này. Ở trong Nam ô có mu rùa, có mu con cua. Hai thứ mà một cũng đúng, hai cũng đúng. Ở vậy tôi biết ông một tỉnh táo mới rủ ông trốn viện dưỡng lão nè. Ừ làm vậy tự nhiên ta ở ra cái em đâu mà viện dưỡng lão có làm gì ông nội? Hãy trốn viện dưỡng lão là có chuyện không ơi. Chuyện gì?
cái chuyện này chuyện của tôi. Vậy không sao? Tôi biết được cái chuyện này nó tới cách đây mấy bữa rồi mà tôi biết được xong là tôi ăn không ngon, ngủ không yên mà mình mẩy ngứa ngáy đúng không? Ăn không ngon, ngủ không yên, mình mẩy ngứa ngáy. Viết gì chút để lợi đi già mà bệnh sida nè. Sida gì ba? Chứ sao? Không phải. Ý tôi nói là tôi tới số. Tới số cũng chết đó, đi gì chút được rồi. Ông làm tôi rối quá, nói tầm bậy tầm bạ không à. Tôi á, tôi trúng số. Cái gì? Tôi trúng số độc đắc. Đi đi vô đi. Vô đây uống thuốc ngủ ngủ. Nằm mơ chơi. Em mua từ hồi 19 tuổi, mua tới 79 tuổi chưa trúng được cái gì. Trúng thiệt. Trúng thiệt mới rủ ông chú vậy lão hai đứa mình đi lãnh tiền đi hưởng thụ nè. Không chừng ông lẫn hơn tôi á. Không. Tỉnh nè trò đi. Trúng độc đắc mới rủ ông chú vậy lão hai mình đi lãnh tiền hưởng thụ. Thôi đọc đi. Dò nè. Dò chứ. Cái đầu dò chứ. Đâu. Này giấy đặc biệt nè. Đó. Quan. Bà Quan nào? Hả? Ông mua giấy số chung với bà Quan nè. Đấy. Mới nghe kêu Quan lắm. Núm bà Quan. Sao trúng số mà có cái núm bà Quan gì ở đây? Núm bà Quan. Thì đó mắc mới gì dính líu tới cái núm của bà Quan. Không hiểu hả? Không. Tiếng nước ngoài. Núm bà Quan. Số. Núm bà Quan. Tiếng nước ngoài đó hả? Ờ, tiếng nước ngoài á. Cái là năm bà Quan đó hả? Mà nậu nó đi dò vé số Việt Nam mà nó tính là đọc tiếng nước ngoài. Ta nghe cái nó kêu là núm bà Quan. Nếu núm bà Quan mà tiếng Việt là phải hai. Chị kì á. Không thể nào một được. Tiếng nước ngoài là núm bà Quan là một. Nhưng mà tiếng Việt Nam núm bà Quan là hai. Ông dò số đi ông ơi. Đang dò trời. Ông này sao ông khó nhiều cái kỳ cục. Tiếng nước ngoài khó phát âm lắm. Phát âm sai một xíu là hiểu lầm đi. Đập mẹ trên năm bờ quanh cho rồi đi. Núm bờ. Khó phát âm. Nó một. Quanh chưa? Một. Tiếp nè. Rồi. Two. Hai. Three. Three. Đọc ghê. Đi nước ngoài khó phát âm lắm ông ơi. Ba. Rồi rồi rồi. Ở trong ngày mà mưa cũng tạt vô tới nào. Trời lạnh mà cũng mưa. Dò đi. Đang dò nè, đọc đi. Gì? Dò đi. Chưa đọc số đâu. Gì đó? Ông đọc cái gì? Chứ nước ngoài có âm lắm, phải chuẩn mới được. Không! Ông phun vô đây lát nữa con Mỹ Tâm nó hát bằng cái gì? À, có con số thôi mà ướt cái chân cái mặt à. Nó dằn ướt từ giấy số luôn à. Nó ướt cái chân đó là nó phai con số đi khỏi lãnh luôn. Chứ nó hoài khó cái bố. Rồi, được rồi. Mày chưa? 1, 2, 3, 4 rồi đó. Ten. Ten là 10 á. Ten. Ông. Đó. 82. 82. Con số 10 với con số 82 nó cách nhau tới 70. Mẹ mới có trúng có 4 con mà đời trúng độc đó. Ủa tao lao xíu tôi quên không phải. Lộn lộn lộn. Dẹp mẹ cho đâu. Lộn từ này mới trúng. Nó bốc lộn bốc lộn. Từ này mới trúng. Đầu tư giảm mang rồi chạy. Bốc lộn rồi lại nè. Đọc nhanh. Quanh chu chi. Thôi nữa. Chuẩn. Giái trời đưa sát sát miệng đi giật cái banh mỏ. Được chưa? 1, 2, 3, 4. Thêm. 1, 2, 3, 4, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 1, 0. Đó, chúng rồi, chúng mà. Chúng rồi.
trời ơi, chúng độc đắc luôn rồi. Tôi nói chúng độc đắc mà. Mấy tỷ. Ờ. Bởi vậy bây giờ hay quá. Bây giờ tôi mới rủ ông trong viện dưỡng lão mà làm tỷ phú. Bây giờ hai mình trú viện lão giờ lãnh tiền đi hưởng thụ, không hiểu không? Hưởng thụ hả? Hưởng thụ là bây giờ hai mình sẽ lãnh tiền ông, hai đứa mình sẽ sống một cuộc sống kiểu đại gia, không hiểu không? Là sao? Ông kiểu đại gia mình ăn muối kiểu đại gia. Ờ. Ông kiểu đại gia là ông biết cá lóc không? Biết. Cá lóc đó là bây giờ mình cạo vảy nó mình ăn hết, sau mình móc ruột gan mình ăn luôn, sừng trâu sừng bò rồi mình cưa mình ăn cho hết, ăn cho hết. Đại gia phải ăn như vậy. Ủa, ăn điên với đại gia vậy. Đại gia người ta ăn bào ngư di cá, ông cạo giải cá ông ăn. Đại gia người ta ăn nhung ngai, ông mua sừng trâu sừng bò về ông gặm. Ủa ăn gì mà hổ lớn vậy? Rồi đó giờ có làm đại gia rồi. Đã không làm đại gia thì thôi, làm đại gia là phải ăn cho tới. Ủa, ăn cho tới. Ăn là phải lên máu. Ăn lên máu. Ví dụ như ăn mắm nêm, ăn cá khô. Lên máu gì? Lên huyết áp á. Ông làm mất nét đại gia quá ta. Chứ ông ăn dạy cá chắc có nét. Rồi giờ chuyện ăn uống kiểu đại gia giờ tính sao đi. Bây giờ ba chuyện này quan trọng hơn à. Chuyện gì? Là lát nữa tôi với ông lãnh tiền trúng số thôi. Hai đứa mình sẽ đi làm một cái chuyện mà hồi đó hồi còn trẻ mình không dám làm. Bây giờ mình lấy tiền mình đi làm. Chuyện gì? Hồi đó mình làm mấy chuyện này mấy đứa nhỏ nó nhìn mình nó cười. Bây giờ mình lãnh tiền dẫn mình đi làm cái đó. Làm cái gì? Đi làm cái này nó đau mà nó sướng. Trời ơi, trời ơi, làm cái gì? Làm cái gì vậy? Hai đứa mình lãnh tiền không? Hai đứa mình đi làm tay to. Mẹ nó nắm rách cái quần luôn. Sợ hơi cuốn rồi. Có tiền mà bị sản hả? Sản gì? Bị điên hả? Điên gì có? Lãnh tiền xong đi làm tay to. Người ta đi làm thẩm mỹ là người ta làm mắt to, mũi nhỏ nhỏ là, môi hơi to to, cười cho nó rù quá. Đi làm tay to. Ông làm tay to làm quạt mướn hả chị? Tôi điên à. Không phải, ông hiểu ý tôi rồi. Chứ làm gì? Tay to đây là tiếng nước ngoài á, là tôi với ông đi xăm mình nó tiếng nước ngoài như là tay to. Trời ơi, trời ơi, gan dễ sợ. Hôm qua tới Australia mà nó dám nói xăm mình là tay to. Tiếng nước ngoài nó. Không dẹp đi ông nội. Nói vậy không sợ người ta cười. Chứ gì cha, phát âm số 3 thì cái lưỡi cuốn lên trên nóc nhà. Số 4 mà phun đầy cái micro. Mà xăm mình kêu tay to. Chứ xăm mình kêu lại vậy. Đấy, ông phát âm như vậy người ta cười. Chứ lại gì cha. Tiếng nước ngoài xăm mình gọi là xì ta tút. Xì ta tút. Ê tôi nhớ này gì trên mạng vậy. Chọc ông chơi á. Xăm mình tiếng nước ngoài xì ta tút là không phải. Xì ta tút là ở trên Facebook. Facebook à, Facebook à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó. Còn xăm mình á người ta kêu là tattoo. Đúng rồi tattoo. Tôi với ông đi làm tattoo xăm mình. Ở giờ tự nhiên sao thích xăm mình á? Biết sao không, hồi đó còn trẻ mình xăm mình mấy đứa nhỏ nó nhìn mình nó nói này nói nọ. Bây giờ nó bỏ mình vô viện dưỡng lão rồi, ở đâu thèm để ý mình nữa. Bây giờ mình đại gia mình muốn xăm gì mình xăm. Tôi nói ông nghe, xăm mình bây giờ là một nghệ thuật mà. Ờ. Bây giờ xăm cũng được, ông xăm tôi cũng đồng ý. Nhưng mà ông xăm bây giờ là cái thời điểm đúng để ông xăm luôn. Là sao tôi không hiểu không? Ví dụ như ngày xưa ông thương vợ ông xăm cái hình vợ ông ở đây. Ờ, xăm hình vợ à, mà xăm hình vợ thường thường có một mình coi thôi. Ờ. À, là xăm cái hình nghệ thuật theo tiếng nước ngoài người ta kêu là nghệ thuật nùi dẻ. Nghệ thuật nùi dẻ là phá thân á. Nuôi dẻ. Khỏa thân tiếng nước ngoài không kêu là nuôi dẻ hả? Trời ơi, nào nói tiếng ngoài phải gơi không công nữa. Ni á. Ni ni á. Đó, ông xăm. Là mình xăm hình vợ mình khỏa thân ở đây. Ờ, đó, đẻ
Ví dụ tôi cho ông là xăm hồi đó là ông 29 tuổi, ông xăm hình con vợ ông ở đây. Ừ. Năm nay ông 79 tuổi, cái mặt con vợ ông nó nằm xuống dưới này. Tất cả những bộ phận khác nó chuyển xuống đây. Người ta gọi là giải tỏa không có đền bù. Ủa sao kỳ lạ vậy? Để mình già, cái da mình nó chả xuống cho con vợ mình nó chả theo. Bây giờ xăm ở đâu là nằm im ở đó. Ê, ông nói chuyện này tôi mới để ý đó chồng. Chuyện gì? Bà Tám trong viện dưỡng lão mình có xăm mình đó. Ghê, có. Bà có xăm không? Có xăm. Mà xăm 3D luôn, xăm nổi luôn nè. Tôi thấy ông là tào lao hơn rồi đó. Con mắt ông bây giờ mắt mũi ông kèm nhèm mà ông thấy cái đó như cái nút ruồi là ở ngoài nó bằng cái đám đông cô á. Thôi giờ bỏ, bỏ chuyện bà Tám qua bên, bỏ bỏ qua bên đi. Bây giờ nếu ông xăm, ông muốn xăm cái gì? Trời ơi, tôi xăm là nét lắm nha, tụi giang hồ nhìn tôi nó sợ đó nha. Xăm gì? Ở bên đây nè, là tôi làm trái bí đao. Ở bên đây là tôi viết chữ bổ luôn. Dưới cái bụng là cái ly uống rượu, ly cao cao, biết không, ngang bụng. Còn dưới cái đùi là trái banh. Ý nghĩa gì? Rồi tôi giang hồ nhìn, ê, ông già, ông xăm cái gì vậy? Dạ, ô, xăm bí đao. Dạ đây, ô, xăm bổ lượng. Kéo bụng, ô, xăm cao ly. Dạ tôi đổ xăm banh. Nó sợ tôi liền cha. Sợ ông chết á hả? Nói chuyện xăm toàn đồ bổ không? Xăm chị mà cũng xăm. Đã không chơi thì không chơi, mình phải chơi cho tới. Ông xăm gì mà ông ghê? Chơi mà không ai dám làm, mình chơi đúng không? Ông xăm cái gì? Ông chơi không? Ông xăm cái gì? Không ai dám làm nè. Chơi chơi gì đâu. Xăm con rắn ở đây. Cái đuôi bắt đầu từ đây. Nó quấn theo cái tay này. Quấn này. Cái cổ nó lòn vô cái nách này. Cái đầu nó dắt ra đây, tát vô đây. Bên này một con nữa. Quấn 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 đây. Cái đầu quấn vô đây, tát vô đây. Ở giữa xăm hai chữ nát vô. Chạy không? Xăm gắn cái đuôi ở đây, quấn quấn vòng 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 qua cái tay. Ừ. Xong cái đầu lòn qua cái nách. Miệng tát vô đây. Ừ. Xong cái gắn đây quấn vòng 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 lòn nách. Xong cái miệng tát vô đây. Ừ. Ở giữa xăm hai chữ nát chú. À. Sợ hả? Thấy người nó chào ơi. Ông già mà ông còn sợ. Tự nhiên để hai con gắn tát. Bây giờ thanh niên giờ người ta còn đi tập cả cho bự lên. Con trai nha, đi tập cả cho bự lên cho có. Mình chơi nát bỏ. Dám chơi không? Ghê quá rồi, ghê. Sợ chứ gì? Sợ chỉ cho chơi cái khác. Ừ, được, sẵn cái khác thì được. Xong con gắn bắt đầu từ ngón chân này. À. Cái đuôi nó từ đây quấn lên đây. Quấn hết quanh nghi chân mình đây. Này, tát vô đây. Bên này một con nữa quấn vô đây, tát vô đây. Ở đứa xăm hai chữ nát thôi. Nát bét à. Lẫn lộn luôn á. À, xăm như vậy nó có nghệ thuật nhưng nó không có văn học. Mình xăm vừa văn học vừa nghệ thuật mới được. Ừ, mình xăm vậy đi. Vậy thì không xăm hai chữ nữa mà tôi sẽ xăm bốn chữ. Bốn chữ. Bốn chữ đó là lưỡng xà ngậm ngọc. Ông cho hai con gắn nó ngậm ngọc cho nó ngậm luôn. Hai cái miệng nó ở không làm gì. Bây giờ tôi nói nghe nè. Bây giờ tôi thấy nha, thanh niên bây giờ nó bấm cái lỗ mũi cái nó để cục bì. Nó bấm cái môi cái nó để cục bi, nó bấm cái lưỡi cái nó để cục bi. À, lỗ tai bấm hai ba lỗ để cục bi. Bây giờ mình còn thừa cái lỗ rúng để làm gì? À, mình kêu cái thằng xăm bấm cho mình ở đây, để cục bi vô đây. Hai con rắn chầu vô là lưỡng xà ngậm ngọc. Ghê không? Là hai con rắn ngậm viên viên ngọc ngay cái rúng mà. À, ghê ghê thiệt. Trời ơi trời. Mà biết sao không? Sao? Bây giờ là mình ăn chưa đại gia rồi. Sống mình kiểu đại gia luôn. À. Bây giờ mình phải sống một kiểu đại gia. Sao nữa? Kiểu đại gia là bây giờ mấy đại gia bây giờ ra đường phải có mấy con kiều nữ đi kế bên người ta mới nể. Nhìn mặt ông khờ khờ chứ đâu biết kiều nữ là gì đúng không? Đây tôi chỉ cho. Kiều nữ là mấy con mà chân dài đến nách đều đó, hiểu không? Xin lỗi ạ. Ông đừng coi thường tôi.
Ông thấy tôi nhà quê rồi, ông tưởng tôi không biết hả? Ông cần ông tôi giới thiệu cho ông. Mấy con nó ngoan luôn. Ông chỉ cần búng tay một cái thôi, nó bay ra nó le lưỡi, nó liếm mặt ông luôn. Tôi khoái mấy con bạo như vậy, tôi khoái mấy con bạo vậy. Ở đâu vậy? Ở chợ chó kìa. Con nào con ấy chân dài chân nách hết. Đây, chiều chơi kiểu đại gia đây. Bỏ mấy tờ báo vô đây. Trong này có cái bọc ni lông. Nhớ mua cọng dây xích để cột con chân dài. Dẫn nó đi chơi. Chiều chiều dẫn dạo ở công viên. Khi con chân dài tới nách nó hưởng cái gốc cây nào là ông phải đứng ông rình. Ông rình nó vừa trong gốc à, chân dài cũng tới đây thôi chứ làm gì tới nách. Nhưng trời nó nói vậy đúng không? Thì dân trời nói vậy bắt trước thôi. Ý là nó chân dài nói vậy. Đúng rồi, mấy ông kể đó. Nếu ông sống theo kiểu đại gia có chân dài như vậy, ông sống làm sao, ông chơi làm sao cho ra nét đại gia, ông nói tôi nghe mà. Trời ơi trời, tôi mà làm đại gia có văn nghệ là chơi nét cái từng cm. Thôi vậy vậy đi. Gì? Ông làm đại gia đi. Được làm đại gia đi. Tôi làm kiều nữ. Coi thử ông chơi nét cỡ nè. Bây giờ tôi chứng tỏ đẳng cấp đại gia đây cho ông coi. Rồi, thôi thử. Lãnh tiền xong là bỏ tiền vô túi. Anh đại gia. Ta là đại gia. Anh đại gia. Anh đại gia. Trời không có kiều nữ nào mặc sủ nha ông ơi. Trời kiều nữ gì đâu. Ông phải tưởng tượng chứ. Không tưởng tượng nổi. Tôi già đâu. Ông ơi làm ơn diễn cho tôi dễ diễn đi. Không có kiều nữ nào mặc sủ nha ông ơi. Phải diễn thì sao tôi chỉ có. Thôi được đâu để tự tự đi. Ông sao ông khó khăn quá. Cái chịu khó làm chung diễn đi ông ơi. Già là trước là muốn chân dài. À muốn mày muốn chân dài. Chân dài cho con mày chân dài. Chân của nó cũng cỡ đây chứ mấy mà. Thì cho, bây giờ ông đừng nhìn mặt tôi. Ông nhìn cái chỗ da này. Ông tưởng tượng, nghe nha. Ông chịu nói sớm làm xả dai rồi. Trời là nổi ra gà luôn. Lại. Làm lại. Trời ơi, xả dai đi cái tướng kìa trời. Ủa, nhớ kiều nữ nha cha. Biết rồi. Đó là đại gia. Anh đại gia. Anh đại gia ơi. Ê cái gì cờ quéo vậy? Gì cờ quéo vậy? Mấy con người mẫu nó đi vậy không á? Nó đi hai cái chân á, lúc nào hai cái này cũng phải chà chà cái này nè. Nhiều khi thấy cái chân dài cái dở ra hai bên này lát hết trơn à. Một tháng là nó đi làm neo cái bắt đầu nó gỡ hai cái miếng lát ở bên này một lần á. Ghê hả? Không chịu nói sớm là xả nhai nữa rồi. Xả hoài. Lại một lần. Đỏ mẹ nó có chân nào nè. Lại một lần nữa. Mệt dễ nó xích trời. Ờ. Xả nhai như cái tướng là hết xí quách. Xí quách. Kiều nữ nha cha. Không có thịt chơi xí quách còn. Kiều nữ. Đó là đại gia. Nhìn xuống đây nè. Anh đại gia. Anh đại gia ơi. Cô vẫn không lên và ngoe ngoải gì luôn hả? Hãy dẫn chứ. Mấy đứa kia nó có bẩm sinh.
Còn cha mẹ tôi đẻ tôi ra không có măng, chỉ có hai cái xương với miếng da bọc lại thôi. Hồi xưa tôi đi học á, đi học bằng xe đạp á, cái tôi mỗi lần tôi đi học là 3 ngày là thay một cái yên xe. Sao kỳ lạ vậy? Hai cái miếng xương này nè, mỗi lần đạp xe có nó nghiến, nó nghiến cái da yên xe nó rách luôn. Lên làm gì vậy? Làm lại. Anh đại gia, anh có thể nào mua cho em một chiếc xe hơi để khi nào em rảnh rảnh em ghé thăm anh được không? Mua xe hơi đúng không? Dạ. Trời ơi, khi nào nhớ anh cái việc bắt xe ôm hay là kêu taxi qua thăm anh trả tiền cho. Mua xe hơi chi tốn tiền. Đồ đại gia cùi bắp. Đứng chà chết mẹ luôn. Không có được chiếc xe đạp. Hồi đó giờ không làm đại gia không biết rồi lại một lần nữa không? Hồi đó giờ không làm đại gia tới bây giờ cho tôi chứng tỏ đẳng cấp đây đi ông ơi. Ui. Tôi bỏ đi tôi khỏi đi. Rồi chứng tỏ đẳng cấp ở đây nè. Tôi già mệt lắm. Ta là đại gia. Anh đại gia. Ơi. Anh có thể nào mua cho em một chiếc xe? Này không đi. Anh dễ sợ. Anh đại gia ơi. Chuyện gì đó em? Cái gì? Sao cái giọng bình thường giọng đại gia khác quá vậy? Đại gia cầm cầm cho nó vui lắm. Anh đại gia. Chuyện gì đó em? Anh có khỏe không? Cảm ơn em, mình khỏe. Còn giọng bình thường sao? Cái gì vậy? Hỏi qua anh mệt tính mẹ. Sao giọng đại gia chứ giọng thường thì nhanh đi. Không biết. Anh đại gia. Chuyện gì đó em? Em còn bình thường sao? Tao tán mà sai nha. Mệt thiệt chứ bộ. Anh đại gia. Chuyện gì đó em? Anh có thể nào mua cho em một chiếc xe hơi để khi nào nhớ anh em qua thăm anh được không? Để anh tính. Ủa vậy cuối cùng có mua không? Hết chứ. Sao cha? Bây giờ tôi hỏi ông là ông già rồi, ông quéo cò rồi, ông ăn giọng gì được không? Bây giờ nó kêu ông mua xe, xong ông mua xe cho nó xong vui rồi, bắt đầu một tháng nó vô gì dưỡng lão nó thăm ông lần. Nó bưng chén cháo, ông đút ông ăn hết chén cháo cho ông uống bình sữa, xong nó về lấy xe ông chở thằng khác đi chơi. Lúc đó máu ông không còn tức để ói được nữa. Nó đập máu luôn rồi. Bây giờ mình chơi chiêu cao hơn là mình cứ... Để anh tên buồn. Ghê. Chơi vậy đi chơi. Bởi vì tôi biết ông có nhiều chiêu phủ ông đi chốt diễn lão là đúng. Bây giờ đi lãnh tiền hưởng thụ không? Đâu chứ đi đại lý lãnh đi. Để chờ tôi đem xe đó. Ê mà đi hơi lâu nha. Ở đâu mà lâu? Mua bữa đi Vũng Tàu. Chưa mua túi ở Vũng Tàu. Vậy số kỷ niệm. À không sao đâu, ngoài đại lý có là lãnh được mà. Đi. Ăn cướp. Chết rồi. Chứ giết cướp ở đâu vậy? Ăn cướp đâu? Con chạy đi con, ở đây có hai ông già. Đi ở đây có hai ông già không mà. Không ai bảo vệ đâu. Đi chạy đi con, đi. Con nhau cướp đâu. Chú. Ăn cướp tập giết rộng mày đi. Ở đây có hai ông già không à, nó không có gì để cướp đâu. Đi. Ừ, ghê thật. Chú. Cái gì? Có ăn cướp. Ăn cướp sao? Cho chú hỏi cái này phải cái dao không? Chú đã hiểu rồi. Chết ngoại. Chú. Gì? Có một thằng ăn cướp, nó chạy ra từ hướng đó, nó cầm cái dao, nó chỉ vô mặt vậy nè. Ghê lắm. Tao biết rồi, mày lo mày chạy đi, tao đang đợi thằng ăn cướp nè. Nó cười hoài. Chú. Có một thằng ăn cướp á, nó chạy ra tượng đó, nó cầm cái dao, nó chỉ vô mặt vậy nè. Ghê lắm. Biết rồi. Mày đặt cầm cái dao nó, chứ mày nó quýnh mày đó. Tôi nè, nó ăn cướp đó. Giờ sao? Dạ khổ đi. Con ơi, ai chú ở trong gì dưỡng lão khổ lắm con ơi.
không có cái gì ăn, chỉ ăn mì gói với lại xúc xích thôi à. Mì gói với xúc xích hả? Tôi cũng không có để mà ăn. Theo được cái tàu lao nữa, tôi đứng ở trong tôi nghe rồi. Theo đúng số đúng không? Đưa tờ giấy số đi nhanh lên. Ông á. Ông không á. Ông. Chúng số người ta im đi. Ông đòi là đại gia. Ông chỉ đòi là nét này nét nọ là ông không có đòi ra. Đừng có đổ lỗi cho nhau nữa. Đưa tờ giấy số đi nhanh lên, không thì đừng có trách tôi. Dạ. Nhanh lên. Chúng giấy số chưa kịp lấy tiền hung thủ. Tôi biết rồi. Ông cho mày á. Ông sợ tôi ăn cái tiền đó của ông. Ông kêu cháu ông ra đây giả bộ làm ăn cướp. Đang cướp cái tờ giấy số đó để tôi khỏi tôi khỏi ăn cái tiền đó của ông cái gì. Ông đừng chơi chiêu đó cho tôi. Còn mày, tao nói cho mày nghe cái mày. Em mày đừng làm cái trò đó nha. Mày á, mày ra mày cứ cầm nói ông ơi đừng có lấy tiền của ông con là được rồi. Mày nhỏ nhỏ mày đi ra hả, mày cầm cái dao mày xỉ xỉ cho mặt ai à. Mất dạy gì vừa đưa cái dao đây. Chết. Trời ơi. Ui. Ui cái gì ngươi vậy? Đây gọi là chiêu phủ đầu, quánh phủ đầu. Ui ghê ghê ghê. Nó sẵn nó đưa cái dao này. Ờ ghê. Mày đi chứ. Bây giờ chú ý được con tay hả mày đi. Trời đi. Trời đó. Ủa. Ông rảnh qua đây chơi. Sao ông trời nói vậy? Ông rảnh đi qua đi chơi với anh. Hai người đang làm gì đó? Đang so hàng nữa nè. Rồi kết quả thế nào? Tôi nói về sao? Còn cũ không? Lắm cũn. Vậy thì cái nào đâm đau? Cái nào dài cái đó đâm đau mà nó ngu ảnh. Quyết về đưa tờ giấy số đây. Giấy số là có, giấy số rồi thì nó lại giấy số nó mắc mới gì tới tôi. Ê, bình tĩnh lại con, đưa tờ giấy số đây, ông thương tao lắm, ông sẽ đưa. Tôi đứng tầm 1-3, ông gặp con người cắt đỏ ông hết trơn. Trời ơi, mà mày cái gì vô tình lắm nha con. Rồi, từ 1 từ từ không 2 mày tình trời 3 cắt cỏ. Thấy chưa, tao nói ông thương tao lắm mà. Thôi mày cắt cỏ mẹ cho giờ với mày. Quay liệu liệu nè. Nè, đưa đây. Thảm ca. Có sao không? Có sao không? Không sao. Chưa thấy siro là ok rồi. Có siro. Mình có tờ giấy số rồi rồi. Mình sẽ làm tỷ phú. Yeah. Cảm ơn em không? Dạ. Đưa đi đây. Ê con. Má nghe nè. Dạ. Sao mày nôn đi vậy? Cái gì cũng phải bình tĩnh. Mày cầm của trong tay rồi. Mày dò chưa? Chưa. Ông có 2 tờ, 1 tờ trúng, 1 tờ không. Mày. Ôi chứng mày đâu. Tôi xin lỗi ông, tôi bị lộn. Tôi thấy nó ăn cướp tội quá. Tôi sợ nó về cái giò này nó không nó thấy không trúng rồi nó hận hai đứa mình. Đưa tờ giấy số kia luôn đây. Ăn cướp mà tội. Không. Đưa tờ giấy số này nhanh lên. Thôi tôi biết rồi. Nghe không đúng không? Ông biết tôi trúng số. Xong rồi ông cái bộ dụ tôi ra đây xong gài con cháu ông vô cướp tờ giấy số đúng không? Đúng rồi tôi đó. Thiệt tình. Còn mày nữa, mày vừa vừa hay hoại thôi. Bất quá cái gì mình chia làm ba hay là mình cướp nó ghê vậy? Đưa ra đây. Ông định xài là chiêu cũ hả? Là nó biết tôi đâu có ngu. Thua. Biết chiêu cũ rồi. Thua. Ê. Nhưng mà trước sau tao có đưa mày tờ giấy số rồi. Tao có một cái thắc mắc như vậy. Sao? Là lúc nãy mày với ổng so hàng với nhau, tôi đứng xa quá. Ổng biết cây nào bự hơn. Cây của tôi bự hơn, dài hơn. Ê không, cây tao bự hơn. Mày nói vậy là mày sai, cây của tao bự hơn. Cây của tôi bự hơn, dài hơn. Cây tao bự hơn. Ông già mày, ông ngon nữa. Mày cây của tôi bự hơn, dài hơn. Cây của tao bự hơn à. Trời ơi, ông nói cây của tao bự hơn đó mày tin không? Cây của tôi bự hơn, dài hơn. Cây của tao bự hơn mẹ, cũng tin đó đi. Chết mày rồi. Thôi. Chào. Đây nè, đầu của mày chỉ có sạn thôi chứ đầu tụi tao non bộ trong này hết rồi. Chú ơi bình tĩnh đi, con la lên đó. Đi chết. Chú mày. Chạy đi. Chú. Ông tập đánh dần mà. U ngờ ông sợ ông súng sắc súng mà. Chơi cái hạt cắm luôn. Chém thì súng chém.